Hello, chào mọi người. Mình đang ở trong cái khu cái office của anh bạn mình là về luật sư di trú. Đây là thành phố New Westminster. Ở ngoài trời đang đổ tuyết lất phất, khá là đẹp. Ở phía xa xa đây là đang cái dự án cái building người ta đang xây. Phía bên đây là cái Skytrain mọi người, cái đường ray của tàu điện. Vừa rồi hôm nay mình có nói chuyện với anh bạn của mình, anh này về luật sư di trú. Anh này là chuyên các thứ về vấn đề di trú luôn, xin visa cho những du học sinh. Rồi có những cái công việc mà cái chương trình gọi là Atlantic Pilot của 4 cái tỉnh bang New Brunswick, Newfoundland, rồi cái tỉnh bang đảo Hoàng Tử và Nova Scotia. Mấy chương trình này là, để mình nói sơ qua, có nghĩa là ở bên đây nó sẽ có những cái doanh nghiệp mà họ mời được người nước ngoài qua lao động. Thì cái yêu cầu của cái chương trình này mình thấy là không quá cao, là người ta phải có cái kinh nghiệm làm việc trong của cái doanh nghiệp đó họ mời, và người ta phải có bằng cấp 3 thôi, và cái trình độ tiếng Anh là tầm IELTS 4 chấm thì sẽ qua bên đó làm và được mang vợ con qua luôn. Thì cái hồ sơ xét duyệt là nó khoảng 10 tháng thôi. Cái Atlantic này khoảng 10 đến 12 tháng, và khi qua là vợ con qua theo luôn. Vợ con qua theo luôn. Cho nên cá nhân mình thấy á, là những người mà có kỹ năng trong những cái công việc này, vấn đề ở đây là cái doanh nghiệp ở bên 4 cái tỉnh bang này đang có những cái job offer gì thôi. Đó là cái quan trọng nhất. Cho nên những bạn nào mà đang nằm trong những cái danh sách công việc như thế này, anh sẽ nói sơ qua những cái công việc mà người Việt mình có thể, kiểu như marketing đó, những người đang làm về marketing và khách sạn. Thực ra công việc thì các loại hình công việc đó đều phù hợp. Các loại hình công việc đều, đa phần đều phù hợp. Đều đa phần phù hợp thì tùy thuộc vào cái nhu cầu công việc của từng doanh nghiệp cụ thể. Quan trọng là có job hay không, cái công việc đó hay không. Thì họ có kế hoạch tuyển dụng hay không. À, có tuyển dụng hay không. Là có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực đó từ 1 tới 3 năm ở Việt Nam, có bằng cấp 3, ít nhất là có bằng cấp 3, và có IELTS là khoảng 4 chấm, là có thể vợ con qua được luôn. Có khá nhiều người hỏi là làm nghề thợ hàn cũng ok đúng không anh? Vấn đề là cái doanh nghiệp, có doanh nghiệp nào để mà offer cái job cho mình hay không? Đúng rồi. Nên có nhiều bạn họ hay thắc mắc hỏi là mình đang làm nghề thợ hàn ở Việt Nam có qua được hay không? Thì mình nói là được, nghĩa là bạn phải có kinh nghiệm thợ hàn, bạn phải có tiếng Anh 4 chấm, tiếng Anh 4 chấm, chứ không phải là chỉ có cái nghề đi được tiếng Anh 4 chấm, và phải có cái chứng minh được tài chính, bảo đảm được sống trong 1 năm á. Gia đình 1 năm thông thường là nó khoảng bao nhiêu anh? 25.000 hả? Khoảng đối với một người thì nếu như một người, đối với một người thì khoảng 20. 20 rồi cứ cộng thêm vợ con bao nhiêu thì tự nhân lên. Là phải đủ tiền chứng minh sống được trong vòng 1 năm đó. Thường cái công việc ở đây đã có công việc thì nó đã là một phần thu nhập rồi. Thì nó chứng minh bằng cái công việc. Chứng minh bằng công việc đó, nó không đủ thì phải chứng minh bằng tài sản mình đang có ở Việt Nam cộng vô, phải đủ lo được cho vợ, bao nhiêu con, nó cứ nhân ở đầu người. Đó. Thì mọi người thấy không? Chứ không phải là mọi người cứ có cái tay nghề là thợ hàn hay bất kỳ một cái tay nghề đó muốn đi là được, không phải. Có cái tay nghề phải có chứng minh được cái tài chính đó được cộng vô cái công việc bên đây luôn. Và phải có bằng cấp 3 là tối thiểu, và cái tiếng Anh là 4 chấm. Và cái điều quan trọng nhất là phải có cái doanh nghiệp ở bên 4 cái tỉnh bang này họ tuyển. Đó, có nhiều người hay hỏi đó, không phải là bạn chỉ có cái công việc không là bạn sẽ đi được. Đó là mình chia sẻ về vấn đề high skill, đi dạng tay nghề cao đó. Rồi cái vấn đề này mới quan trọng, mình muốn chia sẻ với tất cả các anh chị và muốn đi dạng đầu tư nè. Có khá nhiều người cứ nghĩ rằng cứ có 500 ngàn, 1 triệu đô là đi đầu tư qua bên Canada, không phải. Bây giờ anh bạn mình đã đưa cho mình một cái đầu tư vào cái tỉnh bang New Brunswick nè, để mình đọc sơ sơ qua những cái yêu cầu của tỉnh bang này cho mọi người xem nha. Và có cái chương trình định cư đầu tư của tỉnh bang Saskatchewan nữa, nhưng mà cái Saskatchewan này mới qua là chỉ là work permit thôi, không được cái PR giống như cái chương trình doanh nhân của tỉnh bang New Brunswick này. Và cái chương trình qua liền thì có PR là hiện tại chỉ có duy nhất đúng cái tỉnh bang New Brunswick thôi, mà sẽ không biết khi nào nó đóng. Thì mình sẽ đọc sơ sơ, còn nửa năm nó thay đổi,
nó thay đổi chính sách. Đôi khi lúc đó là qua là chỉ có work permit thôi, nó chưa chắc là có PR. Thì những người nào nộp cho hồ sơ trước khi nó thay đổi là ok ha, vẫn theo như vậy. Nhưng mà để mà nộp được hồ sơ, để mình chia sẻ cho mọi người biết cái cơ bản nè. Tại vì khá nhiều người cứ nghĩ là có tiền thì được không. Tài sản tối thiểu á, là khoảng chừng 600.000 đô ca, là bao gồm bất động sản nha. Nói chung là tổng tài sản là khoảng 600.000, và trong đó ít nhất là phải có 300.000 tiền mặt, tiền có thể lấy ra được liền á, 300.000, cứ cho là 300.000 tiền mặt để cho dễ. Và cái trình độ học vấn chương trình sau trung học tối thiểu 2 năm, nghĩa là ít nhất phải cao đẳng anh. Đó, nghĩa là học vấn phải ít nhất là cao đẳng. Độ tuổi từ 22 tới 55. Và cái thang điểm là phải được trên 65. Thì nói chung là càng trẻ là cái điểm nó càng cao. Học vấn ví dụ như đại học, thạc sĩ gì đó thì điểm nó sẽ cộng càng cao. Cái tiền thì sao anh? Cái tiền ví dụ như có 1 triệu, 2 triệu đô thì được cộng điểm không? À tiền cộng càng nhiều điểm cũng càng cao luôn. Đó. Và cái kinh nghiệm của mọi người phải có kinh nghiệm là phải là chủ doanh nghiệp từ 3 năm tới 5 năm. Còn nếu như không làm chủ thì phải là làm quản lý trong vòng khoảng 5 năm nha. Cho nên nhiều bạn cứ nghĩ rằng là có tiền là sẽ đi qua đây đầu tư định cư được không? Nó không phải vấn đề đó. Phải đầy đủ hộ tụ, vừa là kinh nghiệm nè, học vấn nè, độ tuổi nè, nó càng ok thì điểm mình càng cao thì cái cơ hội mình làm cái hồ sơ nó đậu nó càng dễ nữa. Và IELTS phải là 5 chấm nha mọi người, phải có tiếng Anh 5 chấm. Thì ký quỹ cho tỉnh bang là 100.000, và trong 2-3 năm đó là mình phải mở một cái business khoảng chừng 250.000, và phải tạo công việc tối thiểu là cho hai nhân viên. Hai nhân viên này là phải là thường trú nhân hoặc là công dân của Canada. Thường trú nhân là những người mà có mới cầm cái thẻ PR thôi mọi người. Đó, thì mình nói sơ qua cho người biết về cái đầu tư vô tỉnh bang này. Thì những anh chị nào mà đang nằm trong cái kinh nghiệm này thì có thể liên hệ mình sẽ hỗ trợ tư vấn thêm. Tuy nhiên trong cái clip này mình muốn nói cho các bạn biết đó là mình nhận được khá nhiều câu hỏi đó, là có cái high skill, có cái kỹ năng đó có qua được hay không, là mình mới trình bày được trước. Và có tiền như vậy đi đầu tư có được hay không? Không. Nó phải hậu tụ đủ những cái yếu tố về đầu tư. Thì cái đó là mình mới nói về cái chương trình đầu tư của bên tỉnh bang New Brunswick, là phải cần có tiếng Anh nha. Và tuy nhiên cái lợi thế của New Brunswick là bạn qua là các anh chị qua là sẽ có PR liền. Còn một cái chương trình doanh nhân định cư doanh nhân theo cái tỉnh bang Saskatchewan là như anh nói là không cần tiếng Anh, không có đòi hỏi về tiếng Anh. Nhưng mà có được cộng điểm mà. Đúng rồi. Có thì có cộng điểm. Sẽ được cộng điểm. Yeah. Không bắt buộc. Tức là vẫn có hệ thống tính điểm. À, vẫn hệ thống tính điểm. Ừ. Nhưng mà cái yêu cầu bắt buộc thì không cần phải có tiếng Anh. À. Không cần phải có trình độ học vấn. Cấp 3. Phải có cấp 3. Là ok. Cấp 3 là ok. Yeah. Nhưng mà ngược lại thì ở Saskatchewan họ chỉ cấp cái work permit để cho cái người đương đơn qua để vận hành cái doanh nghiệp đấy ít nhất trong vòng 6 tháng. Nè, qua mở vận hành business trong vòng 6 tháng thì sau 6 tháng đó mới bắt đầu làm thủ tục xin PR. Đúng rồi. Yeah. Thì nó sẽ ngược lại với lại New Brunswick. Thì New Brunswick có lợi thế là khi mà nộp hồ sơ và được approve thì họ sẽ nhận được cái PR. Nha, qua bên đây kích hoạt thôi. Nhưng mà ngược lại thì họ sẽ phải yêu cầu về tiếng Anh tối thiểu là 5 chấm. 5 chấm. Và trình độ đại học, trình độ học vấn là phải trên trung học. Nha. Nha, mỗi tỉnh bang nó sẽ tùy vào đối tượng. Và đôi khi á, có những người doanh nhân này á, mà mình thấy tốn kém quá thì có thể đi theo dạng cái chương trình mà Atlantis anh ơi, giờ là skill work á, dạng high skill là mình có một cái công việc nào đó trong cái 40 tỉnh bang này họ đưa ra, mình có tiếng Anh tối thiểu là 4 chấm và mình có được cái nhà tuyển dụng. Có một nhà tuyển dụng là người ta nhận mình quay làm thì bắt đầu tiến hành hồ sơ thì qua được cái chi phí nó sẽ đỡ hơn, không phải chứng minh nhiều như những người đầu tư. Chứ không phải là cứ thấy có tiền là cứ đi theo dạng đầu tư hay như thế nào đó, đôi khi nó sẽ tốn kém hơn và đôi khi mình không có đủ tiêu chuẩn trong cái đầu tư của tỉnh bang nữa. Nói chung là về định cư, về lao động và định cư đầu tư vô Canada này nó có rất rất nhiều vấn đề. Và rồi anh này bạn mình cũng mới đưa cho mình về cái đầu tư của tỉnh bang BC.
bây giờ có khá nhiều người thân mình, những bạn bè mình đang đợi cái chương trình đầu tư mới vô cái tỉnh bang BC này để mà gọi là đi theo diện đầu tư doanh nhân đó. Chắc phải một vài tháng nữa anh, vài tháng nữa phải một tháng. Một tháng nữa là có cái chi tiết về cái đầu tư. Cái cơ bản là, để mình nói cái cơ bản cho mọi người biết luôn về cái đầu tư vô cái tỉnh bang BC, là mình phải có cái kinh nghiệm trong một cái business mà mình sắp mua, sắp đầu tư. Ví dụ như là mình mua cái nhà hàng thì mình phải có cái kinh nghiệm đã làm ở nhà hàng ở Việt Nam rồi, chủ doanh nghiệp hoặc là quản lý. Thành lập mới, một cái doanh nghiệp này là thành lập mới. Thành lập, anh nói ở Việt Nam hả? Không, mình, ở đây. Ở đây, phải thành lập. Thành lập mới. Mua được không? Mua cái... Không, không được. Thành lập mới. Phải qua đây, lease một cái chỗ thành lập mới, build toàn bộ mới luôn. Anh đang nói về cái sắp tới cái chương trình mới, chương trình mới hả? Dạ. Phải thành lập luôn. Đúng rồi. Phải thành lập luôn. Và cái tài sản số ít gì anh? Có 300 ngàn hả? 300 ngàn. Nhưng mà cái này nó tính điểm đúng không? Đúng rồi, tính điểm. Hệ thống tính điểm. Hệ thống tính điểm. Dạ. Yeah. Có nghĩa là càng học giỏi, càng tuổi càng thấp, cái kinh nghiệm làm việc càng cao đó, và cái đầu tư vô cái tỉnh bang này càng nhiều thì điểm nó càng cao, nó tính theo từng thang điểm. Và tiếng Anh nữa đúng không? Cái tiếng Anh nó không, là nó đòi 4 chấm. Tiếng Anh là phải có 4 chấm, đó là cái tiêu tối thiểu. Càng tiếng Anh càng cao thì điểm nó càng cao. Nói chung là đầu tư vô bên, mọi người biết là giống như là các bạn đã có đủ cái tối thiểu, nhưng mà vô mình nộp vô mà quá trời người cao hơn mình á là mình cũng sẽ không có được được đậu. Nó đại loại như vậy. Nên mình càng muốn nói rõ cho các anh chị biết nữa là không phải là cứ có tiền là sẽ đầu tư vô để mà lấy quốc tịch Canada, không phải vậy. Với kinh nghiệm, độ tuổi, bằng cấp và tiếng Anh, và cái tài sản mình càng cao và cái tiền mình đầu tư vô tỉnh bang nó càng cao thì cái điểm mình nó càng cao. Dạ rồi, thì trong clip này sơ qua mình chỉ muốn nói sơ qua cho các bạn, các anh chị biết cái cách thức để mà mình đi qua đây theo dạng high skill, dạng lao động tay nghề cao đó, và đi dạng đầu tư, cái cơ bản là như thế nào. Mình sẽ tổng hợp lại những cái yêu cầu cơ bản để mà mình đi qua đây. Các bạn, các anh chị vô đó xem thử coi mình có thích hợp hay không. Và mình cũng nói các bạn biết là đó, để mà đi qua Canada này nó không có đơn giản như mọi người lầm tưởng là cứ có tiền là đi được. Dạ rồi, thôi xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người trong clip sau.